chào mừng các bạn đến với chương trình nâng tầm tham vấn chuyên sâu. Chắc hẳn các bạn đã đi qua một hành trình của 4 buổi nâng tầm tham vấn đầu tiên rồi đúng không? Và bạn đã nhận ra rằng nó đã rất khác biệt so với những anh chị tham vấn trước kia. Và bạn cũng đã tìm được những cái câu hỏi hay là những cái bỏ nhỏ như là làm thế nào để phát hiện được động lực của bạn là nội lực hay là ngoại lực. Làm thế nào để có thể khai vấn chi tiết một bài báo cáo sinh chắc vân tay theo từng chuẩn một, và có liệu có cái quy trình nào tham vấn để đảm bảo giải quyết mọi vấn đề cho bạn hay không. Nếu bạn có những trăn trở này thì chào mừng bạn đến với nâng tầm tham vấn chuyên sâu, sẽ giải quyết triệt để tất cả những câu hỏi này của bạn một cách rất bài bản và chuyên nghiệp, để bạn có thể nâng tầm mình lên một bậc cao hơn trong cái ngành nghề này. Và trong suốt chặng đường ấy, bạn có từng tự hỏi sau những bài tham vấn mà bạn tham vấn với khách hàng, làm thế nào mà khách hàng có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tự giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống, tự thấu hiểu bản thân mà không gọi lại hỏi bạn không? Bạn có từng đặt câu hỏi rằng làm thế nào để nâng cao cái hiệu suất tham vấn, chất lượng của bài tham vấn để có thể ít thời gian hơn mà lại giúp khách hàng tốt hơn không? Bạn có từng trăn trở rằng làm thế nào để có thể giải quyết triệt để được những cái mong muốn, những cái vấn đề mà khách hàng đã đặt ra khi bắt đầu làm bài sinh chắc vân tay với bạn không? Và cuối cùng, khi bạn tham vấn, bạn có từng tự hỏi sau mỗi buổi tham vấn là phiên tham vấn này thành công hay ý nghĩa, có giá trị hay là hoàn thành, đúng không? Vậy thì Lan muốn gửi tới cả nhà thay mặt viện mời gọi cả nhà đến với chương trình nâng tầm tham vấn chuyên sâu, để cả nhà có thể có một buổi tham vấn mà không phải nỗ lực để có một buổi tham vấn thành công, mà là tự tâm để có một buổi tham vấn có giá trị. Xin hẹn cả nhà lại tại buổi nâng tầm tham vấn chuyên sâu nhé.